Cô chào tất cả các em học sinh khối 2 thân yêu. Tiết trước các em đã được học chủ đề bảng chia 4, 1 phần 4 và luyện tập. Và để tiếp tục thì bài học ngày hôm nay các em sẽ được học theo chủ đề bảng chia 5, 1 phần 5 và luyện tập. Nội dung bài học ngày hôm nay chúng ta cần biết: 1. Lập và nhớ được bảng chia 5. 2. Nhận biết và đọc viết 1 phần 5. 3. Vận dụng bảng chia 5, thực hiện các phép tính chia. Bây giờ, cô mời các em cùng bước vào hoạt động 1 nhé. Các em đã biết lập bảng chia 2, 3 và 4 dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em lập bảng chia 5 tiếp theo. Và lập như thế nào? Mời các em chú ý lên màn hình. Trên màn hình cô có một tấm thẻ có 5 chấm tròn. Các em hãy quan sát xem cô lấy bao nhiêu tấm thẻ nữa nhé. À, cô lấy thêm 3 tấm. Vậy cô có bao nhiêu tấm thẻ 5 chấm tròn? Đúng rồi, cô có tất cả 4 tấm thẻ 5 chấm tròn như thế. Hỏi, cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn? Thế các em làm sao để ra được số chấm tròn như vậy? À, vì 5 chấm tròn được lấy 4 lần nên ta có phép tính 5 x 4 bằng 20. Từ phép tính nhân này, các em hãy tìm cho cô hai phép tính chia tương ứng nhé. Như vậy, ta dễ dàng lập được phép tính chia như sau. Ta được 20 chia 4 bằng 5. Phép tính này ta đã được học ở bảng chia 4, đúng không nào? Còn một phép tính nữa, đó là 20 chia 5 bằng 4. Bởi vì lấy tích là 20 chia cho thừa số thứ nhất, ta được kết quả là 4, cũng chính là thừa số thứ hai của phép nhân. Tương tự như vậy, để lập bảng chia 5, chúng ta cũng dựa vào bảng nhân 5. Ví dụ, 5 x 1 bằng 5. Như vậy, qua đây ta thực hiện phép chia như thế nào? À, ta có phép chia tương ứng là 5 chia 5 bằng 1. Và cô sẽ dành cho các em là 2 phút lập bảng chia 5 với số chia là 5 ở các phép tính còn lại. Các em hãy thực hiện nhé. Như vậy, các em đã hoàn thành xong bảng chia 5 rồi phải không nào? Bây giờ, các em hãy cùng đối chiếu kết quả với cô nhé. Phép tính tiếp theo là 10 chia 5 bằng 2, 15 chia 5 bằng 3, 20 chia 5 bằng 4, 25 chia 5 bằng 5, 30 chia 5 bằng 6, 35 chia 5 bằng 7, 40 chia 5 bằng 8, 45 chia 5 bằng 9, 50 chia 5 bằng 10. Chúng ta đã hoàn thành xong bảng chia 5 và các em đã vừa đọc cùng với cô rồi. Giờ các em hãy quan sát trong bảng chia 5. Dãy số bị chia trong bảng chia 5 là những số như thế nào? À, các em đều thấy số thứ nhất cách số thứ hai 5 đơn vị. Và để tìm các số kế tiếp tiếp theo thì các em cũng sẽ đếm thêm 5 đơn vị. Vậy ta sẽ có dãy số từ 5 đến 50. Vậy các số chia thì sao? À, đều là các số 5, đúng không nào? Còn ở dãy thương thì thế nào? À, là các số liên tiếp từ 1 đến 10. Bây giờ cô mời các em cùng đọc lại bảng chia 5 nhé. Vậy bạn nào có thể đọc cho cô bảng chia 5? À, cảm ơn bạn. Các bạn vừa đọc cho cô xong bảng chia 5. Bây giờ cô sẽ che ở cột thương lại và cô mời một bạn đọc cho cô 4 phép tính đầu tiên nhé.
Bây giờ cô mời bạn tiếp theo đọc cho cô ba phép tính. À, còn cô mời tiếp bạn cuối cùng đọc cho cô ba phép tính còn lại. Như vậy, chúng ta vừa đọc và học thuộc bảng chia năm. Vậy để chia một đồ vật bằng 5 phần bằng nhau, lấy đi một phần thì phần đó được biểu thị bằng con số nào? Mời các em cùng sang hoạt động 2 nhé. Hoạt động 2, 1 phần 5. Các em cùng quan sát trên màn hình. Trên màn hình, cô có một hình vuông như sau. Cô muốn lấy 1 phần 5 của hình vuông này thì cô làm thế nào? Các em đã nghĩ ra chưa nào? Đúng rồi, cô sẽ chia hình vuông này thành 5 phần bằng nhau. Và cô sẽ tô màu một phần. Phần tô màu là phần cô lấy đi. Vậy, phần tô màu đỏ lấy đi là một phần mấy của hình vuông? Đúng rồi, đó là 1/5 của hình vuông. Vậy, 1/5 của hình vuông được biểu thị thành con số 1/5. Tương tự như vậy, mỗi phần còn lại cũng chính là 1/5 của hình vuông. Vậy 1/5 được viết như thế nào? À, 1/5 được viết như sau. Một viết trước, dấu gạch ngang viết dưới số 1 và 5 viết dưới dấu gạch ngang thẳng hàng với số 1. Số 1/5 được đọc là 1/5. Cô mời các em cùng đọc lại với cô nhé. 1/5. Ngoài cách chúng ta tô màu mà cô vừa hướng dẫn thì ta có thể vận dụng bảng chia năm để tìm 1/5 của một số đồ vật nào đó bằng cách lấy tổng số đồ vật chia cho 5 thì ta được 1/5 số đồ vật. Và để các em có thể khắc sâu hơn, chúng ta vận dụng bảng chia năm thực hiện các bài tập sau nhé. Bài 1, số. Trong bài này, cô có 3 hàng là số bị chia, số chia và thương. Trong bài số, chúng ta cần tìm là thương, đúng không nào? Vậy, muốn tìm thương, ta làm thế nào? À, đúng rồi. Muốn tìm thương, ta sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia. Cô sẽ làm mẫu cho các em bài thứ nhất. 10 chia 5 bằng 2. Các em hãy dựa vào bài cô vừa làm mẫu để làm các bài tập còn lại nhé. Chúng ta cùng bước sang bài tập số 2. Tính nhẩm. Trong đây cô có các phép tính nhân và chia. Các em hãy dựa vào mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia để thực hiện nhé. Chúng ta cùng sang bài 3. Đã tô màu 1/5 hình nào? Trên đây cô có 4 hình. Là A, B, C và D. Để biết hình nào đã tô màu 1/5, các em hãy lấy số phần trong một hình đã có chia cho 5 thì ta sẽ tìm được một phần chính là phần đã được tô màu. Các em hãy cùng thực hiện nhé. Chúng ta cùng bước sang bài tập 4. Đây là bài toán giải. Cô sẽ đọc mẫu và các em cùng đọc thầm theo cô nhé. Có 15 bông hoa, cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa? Các em hãy cho cô biết đề cho biết gì và đề hỏi gì.
Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em tóm tắt bài này nhé. Đề cho biết có 15 bông hoa cắm vào 5 bình hoa. Vậy cô sẽ vẽ một đoạn thẳng, sau đó chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần chính là một bình hoa. Đề hỏi mỗi bình có mấy bông hoa. Cô sẽ đi tìm một bình. Vậy để làm được bài toán này, các em sẽ dựa vào tóm tắt và bài toán để làm bài giải cho cô nhé. Bài tập đến đây là kết thúc. Cô hy vọng các em sẽ làm bài thật tốt và nhanh chóng gửi bài tập về cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Các em